vì một bệnh là nó có âm có dương, một cái đặt cái rỗng, một cái tạng rỗng, cái này bao tử là nó rỗng này, cái này nó đặt luôn về phổi rỗng, cái phổi nó đặt cái ruột già nó rỗng, tức một hai ba bốn là thành ra mỗi một cấp nó có cái đặt cái rỗng thì nó có âm có dương ở trong, thành ra bệnh chữa phải có âm có dương, nó theo kinh dịch hết. Và khí là phải có dương có âm, khí là thái cực, người ta tất cả khí công thì đưa cái ý thái cực vô, động tác cũng thái cực, hơi thở cũng thái cực, rồi trong vật chất cũng thái cực luôn, vật chất cũng cái đặt cái động cái đặt cái động, luyện cái đặt không không luyện cái động cũng không hết bệnh, bởi vì cái bao tử liền chữa bao tử là chữa luôn cái tụy chứ nó không chữa bao tử. Còn nhiều nhiều người đông y nó chữa bao tử nó không chữa cái tụy, còn đây về khí công chữa hai thằng, tại thằng dương thằng âm, giống như là vợ chồng à, muốn 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 làm hợp đồng mua bán với gia đình nó phải làm việc với vợ, làm việc với chồng, làm chồng không không được. Ở ngoài đời nó nhiều người không hiểu tại sao cái đó là chuyện bình thường, tại vì nó liên quan lẫn nhau, đó là hai cái thằng gần nhất là âm dương, là cái thằng đặt thằng rỗng ở chung, xong rồi cái thằng mà sát sát cách khánh đó là hai cái thằng cận vệ, đó là cái gì, hai cái thằng cận vệ nó cũng liên quan, giống như là bên trái bên phải chuyển dương là kim mộc, rồi cái gì sinh kim, cái gì kim sinh ra ra cái gì, kim nó sinh ra cái gì phải biết đó, kim ra là thủy, thì trong thủy hết chữa thì đó có cái tầng thứ hai, tầng thứ nhất là âm dương nha, tầng thứ hai là nó sinh ra rồi tương sinh tương khắc nữa, tương sinh tương khắc nữa, rồi cái quan hệ ngũ hành là nó có ngũ hành, xong quan hệ mắc quá là tám rồi đó, rồi tới tám là coi như bệnh gần hết rồi, mình chữa tới tám tám loại rồi đó. Cái vụ giờ tôi đang lâu tử ha. Nè, một một là thận, một thận nó sanh ra gan, gan nó sanh ra ra bao tử nó sanh ra phổi, phổi nó tìm thì chữa nguyên năm thằng đó là ngũ hành đó, năm thằng đó theo ngũ hành đó. Mà cái đó gọi là liên quan lẫn nhau, giống như có kế hoạch phải có tiền đầu tư, có tiền đầu tư phải kiếm lời, lời phải có cái là hoàn thành nhiệm cái kế hoạch đó là tim phổi đi sau cùng, thì nó đi năm thằng, nó thành ra như cái bệnh 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 này phải đi năm thằng hết. Còn nhiều cái ngành nó chữa vậy nó không không chữa vậy là không vậy hết, bởi vì thiết công nó chữa hết bệnh, nó chữa từ hai xong tới ba, ba xong năm, năm xong tám, tám xong 16, 30, 32, 32, 64, từ tới 64 khỏe là hết hết sạch bệnh rồi. Tức là chu kỳ 6 6 cấp rồi. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, 5, chu kỳ cửu tập là hết luôn. Bởi vì ngày xưa nó tới cửu tập là hết rồi. Chu kỳ cửu tập là không còn cách nào mà trả thù được hết á. Thì bệnh vậy nó chu kỳ tới đời thứ 9, tức là cái phân hóa âm dương tới đời thứ 9 là thứ nhất là âm dương là 1, tứ tượng 2, ngũ hành là 3, xong cái bát quái là 4 rồi, 16, 32, 6, 4, 7, 7 đời rồi. Còn hai đời nó thế làm sao bệnh nó hết, từ nó chia nhỏ hết các bệnh ra, thì cái cách tập cái chữa cái ghi công là có hoặc không, hay không có cái này không có giữa hai bên. Bây giờ cái năm cái tạng nó, bây giờ năm cái tạng nằm trên bàn như cái bao tử mình nằm đây, bây giờ ta cho một cái gì vô cái bao tử này, nó cho vô không, cái tụy cho vô không, cái tim nó chịu không, cứ yes no hỏi lòi ra hết, thằng thằng tim không được thì cái đó nó không đem giúp cho bao tử này rồi, cái tim nó không chịu, xong cái chất đó tới tim nó không chịu thì lấy cái chất khác cho tim chịu, rồi ra khỏi tim xuống mấy mỗi cái tạng tới nó nôn nôn, cuối cùng năm cái tạng đều giá hết tim mình hết vậy à. Nó làm vậy đó, thì khí công nó tập theo âm dương, tức là nó cho khí dương khí âm vô một một đạn, xong nó thử có dương với âm thật, rồi bắt đầu thứ nhất là bản thân thằng này vừa bao tử thằng này bệnh, ta chữa khí dương vô đây rồi khí dương này khí âm này, khí âm nó hết hết luôn, còn nó không hết à, rồi đi theo một theo 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 ngũ hành hoặc là theo tứ tượng sanh bốn, tức là dương nhiều dương ít, ba cái dương, dương 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 nhiều dương vừa dương ít, cho dương vừa hết không, dương ít hết không, rồi cái này âm nhiều thì có ba sáu lại, thành ra là lại hai là phân ba đó, là lại ba mới đầu có âm dương, mình có dương nhiều dương ít là có ba thành phân ba, ba xong sinh năm, năm chữa năm tạng luôn hết liền. Nghe đông y á, thì tạng với phổi thì nếu như á, mà tạng là dương phổ âm thì như vậy khi mà khí công mình chữa nó mình đi vào, ví dụ như là cái thằng này là dương thì mình cho nó
có cần tăng dương lên nữa không? Nếu nó bệnh thì mình mới tăng dương lên. Còn nếu như mà cái phổi kia nó âm á, thì là mình cho mình, dương. Mình nói âm dương mình khó hiểu, chị nói vậy nó yếu hay nó mạnh? Nó yếu thì cho mạnh lên sao? Cái đơn giản nhất, cái đại gì cho âm dương là cái đó là do kinh dịch nó đưa vô, nó phân thành, nó phân thành âm dương để xử lý thôi. Còn ngoài đời đừng có nghĩ tới âm dương nữa, chị vợ nó yếu thì cho mạnh lên, muốn mạnh lên đặt cái gì mạnh, đưa khí vô. Thì cái bài dịch kinh thức thứ ba nó đưa khí mạnh vô tự. Còn nếu mình đưa vô mạnh mà nó đau hơn là sai, về thật là không được, không tập nó qua thức tư tăng âm kia, tức là tăng khí, tăng mạnh cái thằng lá lách lên ngoài sao, tức là cho nó mạnh lên, tức là có mạnh yếu vậy thôi, tức là dương âm đó. Khỏe như không khỏe. Như vậy thì là bao tử không phải nó bệnh, tại nó bệnh mà là do cái thằng mấy thằng kia làm. Thì trong gia đình cũng vậy, hai vợ chồng gây lộn thay đứa con. Đó, hai đứa hai chồng nó chữa bệnh cho cái thằng con. Bây giờ chữa thằng con hai chồng hết gây lộn. Chứ đâu chữa vợ không hết chồng chữa thằng con. Đó là loại thằng thứ ba. Thì cái mối quan hệ thứ ba sanh ra. Đó thì lúc nào khi công nó chữa giờ hai vợ chồng mình bây giờ hai đường nó có cái khó là cái trong cơ thể mình không, những người nó không thèm nói ra, nó mới phải dùng vết nâu thử có hay không, cái cho con vợ nó không vui là không được, cái cho chồng vui, cho con vui, hai này hết rồi ra giải cái thằng này vết nâu, thằng này vết nâu, thằng này chết nâu, thằng này vết ở được, thằng này vết nâu vết được, thằng kia vết cái hai này hết rồi xong rồi trị ra lúc đầu tao tắn thằng này nhiều quá thằng này hết. Giống như cái bài con nhỏ suy thận kia, tôi quánh bài dịch thần kinh, xong tôi quánh bài thái cực, tôi quánh bài bác Long Cẩm. Lát hồi nó nói bác Long Cẩm thấy dễ chịu rồi, ra rồi. Vậy đó. Đâu phải bài dịch thần kinh là chữa được bệnh đó đâu, cũng không phải bài thái quyền chữa được đâu. Nhưng cái bài đó nó vô, nó có những sắp xếp của nó đẹp, nó dùng 8 kỳ kinh, nó đã tăng mạnh hết 8 kinh lúc. Còn dịch thần kinh nó tăng từng kinh mạnh hơn lớp. Rồi bài thác cực quyền là nó từ trong nó phun khí ra, tức là đi ngược chiều, nó không đi đường chiều xuôi. Cái tờ thái cực là từ trong nó đẩy khí ra, dịch cân nó từ ngoài nó hút vô, mà nó đi từng thằng. Còn kia 8 cái bình nó đẩy lên, chỉ có 3 phương án chữa. Có 3 phương án về khí, có 3 phương án nữa. Tức là chỉ đổ đầy 8 kỳ kinh, có hết bệnh không? Thông 12 kinh đầy hết, có hết bệnh không? Rồi á, cái đó là đổ đầy, bây giờ tạt nó ra, là cho nó ra. Ra thì nó đổi mới vô, nó hết rồi thái cực. Thì có mấy cái bài khí công đó đâu. Nhưng mà mình phải làm hết. Mà cái người bệnh á, nó phải dết nâu mới được. Tức là khi mày tập, mày thấy sao? Ê, tao tập sẽ thấy nó cái thức một, em thấy nó khó chịu. Bỏ. Thức hai, trong dịch cân kinh, nhiều đứa nó tập thức nó học được, bỏ. Tức là mình đừng có tập trung mạnh, chưa cho nó tập thôi. Nó tự nó lướt đi, cái người nó khôn, cơ thể mình nó khôn. Bởi vậy khi cái cơ thể mình cũng vậy, giống như chị học sắc rau như vậy. Thì tưởng là tại sao khi sắc mỏng, mà cái sắc hoài, cái cơ thể nó biết cách cho mỏng à? Hay vậy đó, cơ thể nó khôn lắm. Chị đừng cơ thể nó ngu nha, bây giờ chị sắc này, chị sắc thế dày ha, chị sắc đi. Cứ được chừng mấy chục ngàn lần tự nhiên sắc lúc nào cũng mỏng à. Nó không có phạm vô tay, không chảy máu. Cái tế bào con người nó hơn con thú, là tế bào nó khôn lắm, nó làm mà nó chỉ cần cái não, tức là cái thần chỉ ra lệnh làm cho đúng cho tao muốn sắc mỏng sao, chỉ ra chỉ đạo nó đi, cơ bắp nó sẽ làm, rồi gân cơ sẽ làm, nó mỗi ngày nó tìm, nó cứ tại ổng bị giao cho nhiệm vụ làm cho mỏng, thì cái gân phải làm gì cho mỏng, cái xương phải làm gì cho mỏng, cái gân phải làm gì mỏng, lát hồi nó làm được, nó học được đó. Thành ra khí công tiếng là dạy khôn tế bào, chứ không phải khí công là tập cái khí chảy trong đâu. Nhưng người nó hiểu sai. Cũng như mình bây giờ tôi không dốt văn hóa, tôi học văn hóa, cái cục thịt tôi nó hiểu cái này là cái viết, đúng không? Cái cục thịt tôi trước nào tôi biết là cái viết, là học ngôn ngữ tiếng Việt tôi cầm cái này là cái viết bích, chứ hồi trước tôi biết cái gì. Giữa cái cục thịt tôi là cái đầu óc tôi là cục thịt thôi, tôi ngó này, cái này cái miệng tôi nói cái viết là tôi học, tức là cái tế bào tôi mới thuộc. Giờ cặp nó lặp lại thôi, nó lặp đúng như thật vậy. Thì cái khí công vậy, bây giờ tao biểu mày làm, mày làm đi. Bây giờ mục đích của khí công như thứ tư dịnh kinh này. Mục đích cái này á, làm cho cái tụy này nó mạnh lên. Mày cứ làm, mày thật cái suy nghĩ cho tao vậy. Thì tất cả những cái gì, tất cả các huyệt này nó cũng hợp tác làm sao cho cái này mạnh lên chứ. Nó hay vậy đó, cơ thể mình nó khô vậy đó. Những cái gì liên quan nó xử hết. Thành ra cái tay chị khi chị chắc rau,
thì nó nhiều thứ trong người lắm, không phải chỉ cái cơ bắp ngón tay không đó, cái bàn tay nè, một cái đầu các một những cái quắp từ ngực ra tới tay nó đều cắt cơ bắp để xài hết, máu huyết cũng làm hết, mà nó hồi sau cắt mỏng ra, mới mới đầu mình cắt lên chồng nữa xong nước rồi nhau, mỏng dính luôn, đẹp, lúc đó thành skill tức là khi còn nó là khí, tức là cái khí thành à, tức là cái cơ bắp chỉ hình thành ra một cái tài năng đó là cắt mỏng cái cọng rau ra, còn cái này hình thành cái tài năng làm mạnh cái vị lên bằng tập hòa. Thế nhiều người nói ông thầy sao tập có động tác cũng ráng cho giống là không có, mà cái tập đi nó tự nó điều chỉnh với điều kiện cái thần mà dứt khoát là tập cái này cho khỏe cái tùy ra. Và những động tác nó cũng căn bản như là cầm con dao có tay là để vô cái nó để gì sao nhớ những động tác căn bản, cái nó có những động tác rất căn bản không được bỏ, không được làm sai. Gặm có ốc là cầm cái le gì xiết như ta cứ xiết như cho đúng, nhớ là có hai bạn để kéo cái tuồng phim chặt lôi, chị thấy nó chạy ổn nó nhanh chạy qua chạy lại đó, cái là một cái hình ảnh của thầy. Nếu mà như vậy thì người nào mà bệnh ở cái tại nào á thì người ta tập mà trong cái 12 thức của dịch cái kinh á thì người ta chỉ chuyên tập một cái thức không có tại hay lắm à. Khi chị tập á nó thích cái đó kì á. Thì đúng rồi. Ừ. Nếu như họ bệnh cho đó thì họ chỉ cần tập. Không, họ tập hết nha. Không có. Chứ không bắt, nghĩa là bắt buộc phải tập hết mẹ. Phải cho hết cả nó liên quan. Giống như cái xe chị bây giờ, cái xe chị rung. Chị lấy cái tay giữ chống rung đâu được, thì thay sên, chay liếc thì bật đạn, xay sườn, thay canh căm. Cứ làm hết mà hết là khỏi vừa xong hết hết luôn. À nhưng mà như có nhiều lúc đi tới đáng nhẽ phải canh 5 cái hết, có nhiều lúc 2 cái thì là hết xong thì xong. Có nhiều cái chỉnh hai cái hết, là cái như cái xe chị chỉ bôn cái hết rồi, chị bôn cái hết là xe hết luôn, là tại mình bôn cái xe mềm. Còn cái thằng bôn vẫn còn rung cái xe, canh căm là vẫn rung xe, thay bật đạn trục vẫn rung xe, thay xe chơi clip hết đó, năm thằng nó hết thì như phải sửa hết toàn bộ, bước là cái thằng thợ nó phải coi hết toàn bộ chiếc xe. Chị là cái người thằng sửa xe mà tao phải gì muốn làm gì là cái thằng sửa xe vô nó phải làm toàn coi hết toàn bộ xe, thì mình nó sửa cái đó làm sao toàn bộ xe được hoàn thành. Tức là cái thằng thợ sửa xe chứ không phải nó coi toàn bộ xe chị rồi, nó canh chỗ đó thôi, những cái đầu nó canh hết mấy cái kia rồi, nó coi sơ qua mấy cái bộ phận kia tốt nó mới canh thằng này. Tức là cái bộ phận nào thằng sửa xe nó cũng chạm tới thằng, nó để ý tới hết thôi. Còn cái đầu đó nó lược sơ, nó nhìn hết tổng quát xe gì và nó sửa cho nó hết liền, chứ không phải nó chỉ sửa cái chỗ nào mà nó không coi tổng quát chiếc xe. Thành ra cái thằng thợ sửa phải học tập hết 12 thức rồi nó mới sửa được. Còn mình là gì, thợ dở mày cứ quần hết 12 cái hên xu vô hết thể giá vậy thôi. Còn thằng thợ giỏi là nó tổng quát nó còn hết rồi nó sửa ngay đó, nó giỏi. Còn mình mẹ thằng mới bệnh biết mẹ gì tập hết mẹ rồi phải không. Nhưng mà người bệnh nó hay á là nó đang ngứa thì nó chỉ gãi đúng nó bớt nó biết liền ha. Thằng bệnh tập mau hết lắm, tại nó đang đau rồi. Ôi sao cái động tác này sướng quá, nó hết đau là qua thở. Thằng bệnh bữa giờ mấy cái đứa bệnh chỉ coi cái clip mà tôi gọi là đau huyền quang thế hả, nó đau nó ngồi nó làm hết rồi thầy ơi, mà nó làm cái động tác rất là kỳ lạ, không có tên trong cái động tác của khí công. Mình động tác mình suy từ động tác khí công ra, như thì có cái bài huyền quang của cái ông đau đó, ông gan vậy, cái con nhỏ đau thận là nó nói đau cái hông này, mà chỉ biết cái động tác thì ngồi cái nửa mông, cái mông trong mông ngoài vậy rồi hết. Động tác là cái gì đó bạn biết. Và động tác ra là cái gì, là trong khí công luôn, là cái người trong thở nó sửa thì chỗ đó nó canh xéo xéo đó. Vậy động tác người ta dạy nó canh lại, cái mình làm gì không hết, mày uống. Thành ra cái người tập khí công phải tập nhiều mới tìm ra những động tác nó chế biến nó hơi khác chút xíu. Còn chị tập ít nó không ra, cũng như chị làm nhiều một sắc rau rồi chị nữa cái gì đâu sắc ngọt được, nó hay vậy đấy. Chỉ cứ làm nhiều đi, tự nhiên cơ thể nó tùy cơ ứng biến, mọi cái gì đưa vô tao sắc mỏng được hết. Tôi khi chị tưởng là sắc rau được, đưa cái nó cũng mỏng à, đưa bún nó cũng mỏng, đưa gì nó cũng mỏng à. Tại lúc đó tại sao não nó biết nó trớ qua cái đường khác, mà cái đường khác nó sẽ không phải cắt như này. Ví dụ như bún thì cắt khác, nhưng mà xà lách thì cắt khác, rồi cái cây cứng thì cắt khác. Tự nhiên cái nó hay vậy đó, cái cứng đó là cái thằng nó làm nhiều lần rồi nó sẽ trớ đi. Còn chị không có làm nhiều thì gặp cái trường tình huống khác chị biết liền, tức là chị copy rồi thì tua, chị tự tìm ra cái phương pháp là chị đối phó được hết. Giống như một bài phương trình bậc thang, ông thẳng giải bài mẫu chị chép thì không biết giải đâu, giống như giải được bài thẳng ngồi ứ
bản thân nó tự tìm ra cách giải rồi, cái gì cũng giải được. Thì cái khó nhất là làm nhiều lần để tìm tự mình ra cách giải thì nó mới hết thôi. Khí công cũng vậy, thành ra chỉ tập muốn giỏi hơn 10.000 lần, 10 lần hả? Cái ví dụ cho 10 lần cái thị chị đau á, tập cái này nó tự chết như thế, tập cái này hội trúng hay liền. Lúc đó tôi với người bệnh mới đối phó nhau, ví dụ cái động tác cái bà chuyện kinh chị đứng lên vậy, à, chị đỡ vậy, chị ngửa rồi, có thiệu thằng nó để vậy, hết rồi, chưa giờ tới đây rồi. À, lúc đó chị nói, ở sao ông dạy tôi là vậy, đâu có đâu. Tao biết khi là cái tôi dơ về cái cơ nó căng tới đó, cái đó nó bị chỗ đó thì tao bị chơi đó, tao đẩy chỗ này, tao không cần dơ tới đây. Thì mình với nó mình rài nó, nhưng mà khi em vừa dơ tới đây, nó thấy nó sao? Nó giờ đây nó đâu đâu, dơ chỗ nào đâu đâu, để chỗ đó hả? Đẩy đi, đẩy đi. À, tới đây nó đâu rồi nha. Còn người tại vì bệnh đó là chị thấy như cái đầu chân chị bị đau đó, thì chỉ đi cần nhắc. Đúng không? Ví dụ như cái tôi đau gối. Tôi đi vậy. Giờ tôi nói bây giờ mày đưa lên vậy có nó được không? Bây giờ nó không đau nhiều. Mà đưa này đau nhiều, chỗ này là đau nhiều đấy, thì chỗ này đập nhiều, thì chỗ này không đau. Vậy thôi. Thì cái thằng đau nó biết thôi, chị không biết đâu. Vậy thì nó đi vậy. Nó bây giờ nó muốn bước đó thì nó phải như vậy. Thấy không? Nó phải dỡ này. Bây giờ tao biểu mày đừng để mày để vậy. Đi được không? Đi được. Giờ thì đi được thôi. Rồi, tức là nó đau cái hướng này, nó sự mẹ liền. Còn cái cách tập này là nó đau là nó đi vậy thôi. Còn cái mình tập là vậy, vậy. Thấy cái bộ gối không? 8-9 hướng hẳn như vậy. Nó cũng co cái gối xuống là 8 hướng khác nhau. Thì cái động tác khí công cũng vậy à. Nè, ví dụ chị ơi, cái động tác thức thứ 3. Thứ 3 giờ, tôi nghẹo giờ nó khá à. Bây giờ tôi vô cái này nó khá à. Tôi dơ cái này khá, chị tôi chưa biết đâu, trong người thay đổi khác nhau. Tôi dơ cái này khá, bây giờ tôi để bún á, tôi dơ khá, xe này khá, giày là khá. Chị chưa biết đâu, đó là bắt đầu nó trẻ, âm dương nó ra, tứ tượng ra, ngũ hành ra bắt quái đó. Chị tập lâu mới biết. Thì khi chị tập lâu chị thấy, ủa, bây giờ tao không lưng vậy, tao để vậy lên thì sao? Thấy không, rồi tao làm vậy lên sao? Ngủ còn chưa thấy, khi nó chạy khác vậy. Thì lúc đó thằng học trò mình nó đang bệnh á thì biết rồi đứa tay mình con này thấy nó đỡ không? Ba hai ngón tức là mỗi cái một kinh á, coi nó đi kinh nào nó mò họ trúng cách giờ nó lại cái động tác ngón tay nó khác người ta người khác ngó giống nhau đi. Cái nhiều người nó hỏi tôi sao thầy dạy những kinh nhiều thứ quá nè, tao sao mày làm cái đó kiểu của ta dưỡng mày hỏi thằng nó bệnh nó muốn kiểu đó. Bây giờ mày muốn dịch kinh muốn theo mày. Bệnh của nó, mày học của nó là cái gì? Mày học đó mày là mày ăn cắp của nó đó. Tức là lui thi á, mày có bài nó thì mày lấy điểm nó mày nộp thầy á. Mày không hiểu gì hết. Giống như thi chị thi chị học dở phương trình 2, chị thấy nhỏ cỡ quá chết. Thế mày đâu có hiểu gì, con nhỏ nó biết. Nó biết cách giải rồi. Còn mày chép rồi lát phương trình 2 khác. Ủa phương pháp con nhỏ này sao vô cái bài này tôi phân trường 2 được, cái bài phân này con nhỏ kia ngon chép con kia. Ủa sao hai con nhỏ phân trường 2 giải khác, hai kiểu khác nhau. Thật ra là phương trường 2 thôi. Chị học toán chị biết rồi. Phương trường 2 là phải cái một bài nào cũng đặt một cái đề bài giống nhau. Tao đặt có ông thầy nhỏ đặt 100 đề giống nhau cũng phương trường 2. Đặt đề khác nhau ấy. Nhưng mà cái thằng mà nó khi copy của nó 100 bài trong phương trường 2 là một hả? Tại tao làm nhiều tao biết cách rồi, tao biết cách giải rồi. Thì ông thầy cũng tập rất là nhiều mới chữa được. Chứ bây giờ thầy ơi, thứ ba từ khi tập về hết bao tử tập như giống thiệt giống không hết. Tại vì cái đó người ta gọi là cái mẫu. Bây giờ tao hỏi chuyện mày quần áo, tao đưa cái mẫu. Mày lấy cái áo tao về mặt hả? Mày đo người, mày đo người mày riêng chứ. Mày lấy cái tao về mặt chặt như nói sao kỳ vậy? Không có đẹp. Cái này là cái mẫu này, nó dày, có cái mẫu dày. Ở đây nó có vậy lúc giống vậy đó. Còn cái kỹ thuật làm theo người mày làm chứ. Nhưng người không có hiểu 12 thức thần kinh. Nói thẳng là làm 12 cái bài mẫu. Mày làm đi. Giống như tờ bài phương trường 2 thì có bài mẫu cho mày giải. Rồi bây giờ trường hợp các người nghĩ mày giải cho tao. Thì học toán vậy. Mày làm hoài. Thì đầu tiên giờ mày phải tập những kinh mà tập thuộc cho tao. Thuộc chưa?
Rồi bây giờ nếu mà trong quá trình cuộc sống mà thế nào cũng có bệnh mà, cái lúc bệnh đó mình đọc mình sẽ phải tìm ra. À, lúc bệnh cũng có sao mình biết nó hồi. Vậy là hết. Nè, tới giờ là vậy nó hết, mình tới giờ cái tay nó méo méo méo, ủa sao giờ nó hết? Nói mày tìm ra đó. Lúc đó mày sẽ thấy là cái bàn tay nó không phải như vậy. Lúc đó nó bắt đầu tìm ra nó sẽ chế nhiều cách như vậy. Vậy thành ra nó ra bài mới. Vậy thôi. Cái cấu trúc của người đó. Ra họ có thể là nếu như mà hiểu rồi thì không ai giống ai đâu. Không nói thì cái bí quyết nó là phương trình bậc hai, nhưng mà cái tình huống này phải giải vậy, tình huống này giải vậy, tình huống này giải chỗ này, chứ không phải lúc nào cũng đặt ẩn số là vậy, ẩn số x là vậy, được cái ráp vô ra không có đâu. Cứ lúc nó đặt ẩn số kiểu này nó giải nhanh, mình lấy ẩn số này là ẩn số. Là cái thằng nó làm gì, nó thấy cái nào nhanh nhất nó làm chọn. Thì nó làm rất là nhiều bài. Tức là nó làm rất nhiều bài tập phương trình bậc hai rồi. Thì phi lập bài nào nó giải được liền. Mấy bài vậy, mỗi cái nó có một cái trớ khác nhau. Rồi khi mà tất cả những cái trớ đó thì anh đã đứng trong ông Dương chỉ có 1 sang 2, 2 sang 4, sang 8, nó là tới 126 lần hỏi chị cái gì nó không biết. Nó nhìn nó biết hết à. Ví dụ giờ cộng trên này hai cái phần tử này là Dương Dương nó biết liền. Còn chị tới cái Dương âm Dương tới đó dị ngưng rồi. Bây giờ Dương rồi Dương âm rồi hai cái Dương một cái âm nó cũng ngó qua rồi. Nó ngó hồi 64 quẻ mà nếu ngó cái quẻ nó biết là cái số mấy rồi. Còn chị ngó cái cộng trừ hết, cộng âm Dương hết. Còn nó âm cộng trừ trên đây cộng trừ nó ra là Thái Dương, thiếu âm không. Nó nhìn thiếu Dương, thiếu âm nó biết rồi, chị nhìn thấy gì hết. Tại chị làm ít quá. Nó làm hết, thành ra nhìn nó biết cho nó liền. Bởi vì khi chị tập với cái tao hoài, bắt đầu chị thấy khi mình dơ lên những cảm giác gì, dơ cao là chủ những cảm giác gì, tập hoài nữa. Có lúc chị khỏe, chị dơ rất cao, có lúc chị yếu, chị quên, chị sơ sơ. Nhiều lúc khỏe, dương cao lắm, còn lúc yếu, cái cực nó hơi cong cong nha. Chị phát hiện, ủa sao tao dơ vậy nó khác, đi dơ vậy nó khác, rồi, biết rồi. Thành ra nữa, ủa. Tới dơ cao thì thế nó giảm nó lại, nó khỏe lại. Còn tới dơ ít thì nó giảm ở đây. Còn không giảm lại, bắt đầu nữa thấy dơ nhiều nữa. Lựa cái gì dơ ít là gì, bắt đầu cơ thể biết là về sau nó đau chỗ đó. Chỗ đó chỉ dài ra, chút là hết liền. Cái cơ thể nó biết liền. Tập ít quá, đâu có nhớ. Giống như học tiếng Anh, phát ơi cha, quên 7 lần. Lật sách là còn lại, là mới nhớ luôn. Thay cái cổng vậy. Chị tập thì tôi chụp mẫu chị á, có khi tập một năm sau mới giống tôi. Đúng rồi. Như vậy á, người ta hoài ủa sao vẫn thiếu cái gì á, tự tập vẫn ngon, ủa sao thiếu nữa, tự tập thấy nó giống y hệt ổng, là nó biết là nó cơ thể nó uống đúng tại cái đường kinh lạc nó là một thôi, cái đường ống nó có một, mày đi vậy nó sẽ tan hình, nó giống như cái con dòng nước này ở đây, cái địa hình nó vậy, nước đi nó phải uống vậy thôi, không cách nào uống con đường khác, đổ nước nó phải đi đường, chị đi sao nó không chạy vậy thôi. Cái tình huống này ví dụ cái chỗ này chị đổ nước ở đây thì nó sẽ chạy vậy, đổ nước ở này nó chạy đường khác, nước nó chỗ nào cứng thì nó uống, chỗ nào mềm nó đi, thành ra nó uống có không giống ai. Bây giờ tạt nước đây khác thì nó thành vậy. Thì bắt đầu nay chị tập nay, có lúc chị yếu chị tập khác, lúc mạnh chị tập khác, lúc chị ăn chị lập nhiều, có khi tập 3-4 tiếng, khi 3-4 tiếng nó khác, 1 tiếng khác, 5 phút khác, đập nhanh khác, đập chậm khác, bắt đầu phát hiện. Cái đó là cơ thể mình hiểu rồi. Khi đụng chuyện nó trớ thì nó xử. Nó trớ thì nó xử, cơ thể nó tự biến động thì nó xử từ tình huống đó. Bởi vì mình tập lúc mình mạnh, lúc mình yếu mình biết, lúc mình mạnh thì làm gì được. Lúc mình yếu sao nó dơ không được luôn. Bệnh rồi, dơ mạnh hết. Vậy thôi, vậy mà em không biết hả? Vậy thôi mới ra. Khi chị tập chị sẽ thấy không lúc nào chị khỏe đâu. Chị cứ tập đều đi, rồi dần dần sẽ thấy à. Tập mạnh nó khác, tập chậm nó khác. Ví dụ tập nha. Hát. Lúc bệnh mới thấy. Lúc mà tay mình đưa ra. Hát. Như vậy hát. Giật nhanh cái khác rồi biết rồi đó. Nhiều lúc phải giật cái khác thì giống như giờ chị mỏi này. Thục hát liền. Còn nếu đứa tức ra nó hát. Giống như mỏi cái tay. Vũ hết liền còn để không hết. Mỏi tay mỏi chân biết liền, nhiều lúc lắc cái cắt cho hết liền. Phải lắc ở cái tốc độ nào bao nhiêu thì cái xương nó hết. Còn chứ từ từ nó hết, lúc đó mình thấy rõ ràng, nó nhiều kỹ thuật. Cái tốc độ lúc nhanh, lúc chậm, lúc sẵn, lúc xéo gì, cơ thể nó biết.
khi nó tập rồi nó sẽ lúc nào nó muốn xoắn là nó xoắn, muốn là thẳng nó thẳng, cơ thể nó sẽ uốn éo để nó làm được cái nhiệm vụ nó, để đưa cái khí tới cái điểm đó. Cái da thịt từ đó nó không cho đi, nó phải uốn vậy, ngón tay phải uốn vậy. Cái giờ cái ngón này yếu rồi, cái tập ngón này nhiều đây, người ta gì ta để người ta quẹo được, cái mày quẹo được thì cái đó nó cứ vậy vậy nó dày cái nó qua. Ví dụ làm ra vậy hôm qua cái mình làm vậy vậy hồi biết là lúc đó thì chết rồi đấy, khí nó qua thì chỗ nó không có đau, không chỗ nó đau à. Chị tập nhiều chị thấy có lúc là tập sai nó đau chỗ đó 1-3 tuần không hết, nó không phải đau cơ, khí nó vướng cái đó là đau huyền quá. Người tập khí cộng mới biết, thành nó mấy đứa tập sai tôi tới đây tôi chỉ là mày tập sai rồi, mày chỗ đó mày gồng chỗ đó mày. Bởi vì đứa nó để tay yes. Vậy thôi, dù nó đau chỗ này vậy hết liền. Còn người không có tập không biết, tại tôi cũng giống mày, tao cũng tập láo léo nhưng mà tao bị rồi. Tao tập láo léo như mày, tao mới đầu cũng hai tao trẻ tao tập như mày, tao cũng ẩu tả, tao cũng phan cho lẹ lẹ, tao tập tùm lum tùm la, tao tập thả vàng hồi tao bị lần tao sợ. Vì sao tao biết chỗ đó, tức là cái người tập qua rồi mà biết. Đó ông thầy là, bởi vì ông thầy là cái ông kinh nghiệm hơn mình chứ không phải giỏi, ông làm, ông qua rồi, ông bị lần chỉ lại chứ không phải ông giỏi, ông làm nhiều rồi. Giống như bây giờ tao không sắc đâu, tao cũng bị đứt tay lần thôi, tao sắc ẩu tét cái ngón tay kia, tôi chóc cái móng tay luôn. Bây giờ tao biết rồi, từ đây tôi đi không giữ được ngón tay nữa thì tao biết cái nhân tắc nào. Khi mày bị thì mày làm vậy, cái là biết liền. Thì mày, bởi vậy cái khi cái người bệnh á, nó hỏi là biết nó có tập, nó không hỏi không biết được. Tại mày có tập đâu rồi sao tao biết, mày không có hỏi gì sao tao lại. Giống như chị vô cái thằng học trò giỏi là thằng nó hỏi nhiều lắm, nó hỏi thầy nhiều lắm, hỏi hoài. Từ lúc mình hết hỏi là xong rồi đó. Nó tắt mắt đây, nó vô thực tế, đụng thực tế nó thấy có khó. Con chị vô, về ở thuộc vô, rồi. Tao biết mày thằng con này không có học bút mẹ vậy á. Thằng này tập ít lắm, không có thằng tập vô. Trời ơi, tập thế này, như vậy, nó hỏi hoài rồi biết. Mày tới đâu, tao chỉ tới đó, tao qua hết rồi. Mày tới đâu, tao biết học, mình tập mấy lần biết. Thằng nó học trò mà tập mấy lần tôi biết hết. Còn thằng tập sơ sơ biết liền. Nó ít hỏi là nó tập ít. Thằng học dù nó hỏi dữ lắm. Tại nó vô thử lý nó thấy có nhầm. Thành ra mà cái người tập nhiều là cái thằng bệnh, tại nó không tập nó bệnh chết. Bây giờ này nó tốn tiền thuốc, tốn tiền tây y bao nhiêu năm, nó tốn gần 5 năm nay, nó tốn gần 200-300 triệu. Bây giờ nó tốn tiền nó vẫn còn đau. Bây giờ nó tập này bớt, rồi ngày sau nó bớt, nó hỏi sao tập với không bớt, rồi nữa bớt hỏi thế luôn, rồi nó tìm ra đó. Rồi từ đây mày tự tập đi, là nó chỉ thấy nó hầm muốn lại không giống tôi, nó như muốn về quẹt gì đó. Cái thằng gì chân kinh mà nó hết bệnh muốn của nó, bài mẫu là vậy đó. Nhưng mà khi vô thằng bệnh muốn khác, cái ông mà muốn dịch chân kinh thì giống múa thức tư người dốc con chó sổ cho nó chị luôn. Kỳ mà ông nói tập gì sướng, quay cái phim thầy đứng lên kỳ giống chó á. Cái ông đó, cái ông 67 tuổi đó, ông tập bài dịch chân kinh nó dốc con chó sổ á. Thầy cái dịch chân kinh đó mà ở bên Trung Quốc á, họ ở trên YouTube họ băng lên á, mọi cũng là 12 thức nhưng mà mỗi người quên kiểu khác nhau. Đó vậy rồi sao nói? À, cái thầy, cái ông thầy đó, cái ông thầy đó học chùa Thiếu Lâm thì múa khác. Mà ông thầy này học bên Pháp Bảo Đàng cũng múa khác. Rồi ông thầy này bên Phái Thành Tịnh múa Hóa Sơn, nhưng mà gốc giống nhau hết. Nhưng mà chỉ cái ông thầy cũng hiểu mà ông không giải thích được cho học trò, tại học trò nó có tập. Thành ra những cái người học là cái nó cũng là một thôi, phương trực phương hai, cái này cũng là phương trực phương hai, cái gì đâu mà khác gì. Thái cực quyền cái dày là chị thấy quyền thấy dày cũng được. Giờ tao mày ít mày bị dơ lên mày xả xuống, bây giờ ở trên tao đè xuống cũng được vậy, tại sao tao phải hất? Giờ tao để ra thì cũng thái cực quyền nè cũng được, tại sao giờ phải dày? Nó thằng đó bắt đầu nó suy nghĩ rồi đó, tại sao thầy bị phải dơ lên dày xuống vậy, tôi giờ làm vậy được không? Được luôn. Nghe thấy quyền lên cái đứng động tác như vậy, động tác này cũng giống nhau, động tác này cũng thấy quyền nè, nó cũng phất trong bàn cổ tay thôi, rồi vậy cũng là thấy quyền đó. Mà cái thằng ông thầy mà không tập nhiều nói khác là ông thầy ngu rồi, nó là một á, nè công rồi đeo, nè công rồi cũng là nó luôn, nè công rồi nè ra rồi cũng là nó, là cái cổ tay bật ra mình xuống. Lạ là nó khác nhau, nhiều nhau, nhưng nó ở trong khí khác nhau, là cái một động tác thôi. Nó cái này là show trước,
kéo đuôi, cái này hấp lên đè xuống, cái này lên đi duỗi xuống, cái này bung ra, cái này là bơi, giống nhau, nghĩa là cái cổ tay nó cục cửa thôi. Thì nếu ông giàu thì khác nhau chỗ nào, nếu mà ông thầy không có tập sâu không giải thích được thì nói mày cứ làm gì cho tao, là ông thầy nó dốt, là giống như ông thầy vô lớp chị vô học, nếu ông thầy dở chị thể biết liền, học trò đừng vô lấy sách phương trình mật hai là y lấy bằng đất chép hết cả lỗ sau hết, giờ về ông thầy đó ông thầy cu á, còn ông thầy vô giảng tùm lum hết rồi cái xong cái nó cũng thích, ông thầy giỏi, còn ông thầy vô lấy sách cho qua ra cả lỗ mở vỡ ra y rách phương trình mà hai là y rách bằng a e bình phương cộng với c bằng không, giải như vậy cái đọc hết rách cho mình chép xong về nó lo ông thầy giảng gì thì cũng được vậy đâu có ai nói, nhưng ông thầy đó ông thầy dở ai cũng biết, còn thầy vô không có thường sách vô nói tao tao quốc tuyệt hỏi sao hiểu được phương trình hai rồi còn không nghĩ chép cũng như muốn chết thôi đúng không, thì học trò được ông thầy bây giờ thì cần gì ổng, nhưng mà ổng vẫn làm vậy, vẫn làm giáo viên được, vẫn trả lương đàng hoàng, ông làm hết giờ thôi chứ, ông đọc sách cho chị chép, chỗ sách sao ông giải thích theo sách luôn, không có phân ra ngoài, không đi sát từng chữ trong sách luôn, y là chữ y như thế, số bằng là chữ bằng, giải vậy thì cũng được vậy, nhưng cái thằng khôn, bậc hai là phải biết thằng hai ẩn số, mà cái muốn giải khi biến thành số giải như vậy là ông thầy giỏi rồi, còn ông thầy vô đọc lập sách phương trình hai là yên sách động ra nó động tôi chép là sao, ông thầy nó thì chép là cộng thầy đó chị chép thì giống như này chị đọc cái câu này thì ông thầy chỉ sao chị rồi xong về là chết về mới sao như vậy, tại sao tao không làm vậy được, nói mấy thằng nó cắt mắt vậy thầy biểu thức ba mới dơ này tôi không dơ được không, tao tại sao phải dơ vậy, hỏi thằng đó ở đâu ạ, thằng đó nó có ý đó, tại sao phải dơ vậy, tại sao tôi không có dơ vậy, tại sao tôi không bên này tôi không dơ trước hay là tôi hấp xuống ngược được không, nó hỏi vậy là chị chết á, mà chị không giải thích được là chị không có nắm vững bài đó liền nghe không, là chị chết, còn cứ dơ là vậy anh cứ dơ là vậy, nhưng tôi biểu vậy thì sao, chị phải giải thích cho nó được, thì lúc đó chị tập rồi chị mới biết, chị tập thử cả chục kiểu vậy không thấy ủa sao cái kiểu này vẫn hay hơn, người bắt đầu phải tìm ra cái động tác này dơ lên nó vẫn hiệu quả hơn là dơ học hay là ở trên đẹp ngược lại, chị làm thử cho thấy nó làm như cái thi huyết nó rộn rực nó chạy khác trong người này. Tập nhiều mới thấy làm ngược lại thụ khó chịu liền, còn nếu nhưng mà chị tập nhiều lần mới thấy, còn mới tập làm không biết đâu, tập 1.000 lần giờ tập ngược lại thụ dội khí liền, giờ từ từ chỉ này cứ từ từ nè, nó đi từ món cái nè ẩn bạch nó bọc là nó gồm năm cái đường dây gân, dây số 1, dây số 2, tức là tập căng cái bàn chân xong căng cái đoạn từ đây vô rồi qua đây thế lúc nào cũng năm ngũ hành á nó luôn năm cái loại cơ thành ra khí cái này nó đi theo cái bê sườn này nó đi từ đây nó buồn qua cái sườn nó chéo này giống như cái đai ấy. Cái đai nó đeo chéo vậy mà nè bê sườn đó nè chứ nó không đi thẳng đây nè thấy không nè đi ra nó bọc qua đây nhưng mà cái này nó diễn tả cho cái này ở nằm bên đây nằm bên đây cái bên sườn này nè cũng rõ ràng khí nó cũng đi về là thế nè đi đây nó bọc qua đây nè cái tủy nằm đây mà đó còn cái cách tập nó nha bởi vậy khi nhiều người thắc mắc tại sao cái động tác nó vậy để thấy chị thấy nếu mà chị không coi cái sơ đồ chị không biết tôi tập nè thế tay đơn giản không chị đi nè thấy không cái món cá nè nó ấn vậy thì nó căng qua đây căng này cái chân này ta ưỡn bụng căng ra con tay này xoáy thì xoắn nha nó căng cái nách căng này đó thì ra rồi ra động tác thì động tác bắt buộc phải dày cái bản chất nó phải dày như thằng nào làm kiểu nào cũng được dày cũng được dày cũng được đâu có sai đâu cũng miễn là cái đường nó cứng thôi chứ dày cũng được dày cũng được dày nó được thì lúc đó đừng có phê bình người ta nó ra cái đường đó, nó miễn sao nó rờ mấy cái đường nó rờ cái cơ nó cứng ha nè tôi rờ cái chỗ này nó cứng rồi đây 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 rờ này cứng nè nè này cứng nè này cứng nè cứng này là đúng rồi đó đó bây giờ coi nó giải thích về cái hình cái cân là cái kinh cân gân đường gân đó cái này người ta tại cái này nó biểu diễn làm cho người ta hù dọa chứ nè để bởi vì người tham gia chúng tôi có cái làm cái gì tưởng là đúng cái thằng đó xong rồi
nó cứng ra, chị thấy không? Này xoắn ra, nó cứng ra này. Để cái này cứng này. Cứng vậy nhưng cái trọng lượng làm sao vậy? Nó mới cứng như lần thì chưa đứng dậy, nhưng mà mèo thôi. Thấy chịu lên phía sau này, ngửa ra cái gì nè. Chân này thấy là cái chân tôi đứng nhẹ hỏng vậy đó. Là chúng là cái đường màu xanh nó mới cứng. Còn tôi đứng dậy là lại cứng chân trước. Cứng cái chân này. Đứng dậy ta chịu trọng lượng là sao thì nó mới cứng như này. Thấy không? Thì vậy mới đúng. Tập vậy. Thở. Cái này là ngửa ra là dương. Đứng thẳng. Xung. Xong rồi xung. Sao? Nghe không? Còn nó hai đường kinh trắng vậy.